đường không lối đi. Đang là giấc mơ kiêu kỳ để hôn tôi uống bên rượu cay. Rất quen thuộc phải không quý vị? Nếu mà nói đến quen thuộc và nói đến thời kỳ những bài hát này thì Bằng Kiều chắc chắn rằng quý vị không thể nào quên Quả Dưa Hấu của Bằng Kiều, phải không ạ? Ngày hôm nay, ngoài những người bạn rất thân thiết và gia đình của Bằng Kiều từ Hà Nội lên xuống Quảng Ninh để cổ vũ cho Bằng Kiều, thì còn có hai người em thân thiết của Bằng Kiều là Tuấn Hưng và Tú Dưa. Anh Tú, không biết là bọn ông ngồi ở đâu, nhưng mà đang ngồi ở trong này. Bây giờ hai em có thể lên đây, bởi vì những chùm bài hát này á là kỷ niệm của anh em mình. Thay mặt cho tất cả anh em, xin cảm ơn sự yêu mến của quý vị. Hai thằng này giọng nói lớn hẳn lên. Mình thì vẫn thế. Thật ra thì lần đầu tiên Tuấn Hưng xin được gửi tới tất cả quý vị, tất cả các bạn đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến ủng hộ cho live show của anh Bằng Kiều. Vâng, và lời đầu tiên thì anh Tú cũng một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay để đến cùng lắng nghe và cùng cổ vũ cho đêm nhạc của anh Bằng Kiều. Xin gửi lời cảm ơn tất cả. Và bây giờ ba anh em mình hát tiếp, đổi thay nhé. Thật ra thì đến đây thì cả Hưng và Tú rồi cùng những người bạn nữa ở gia đình là quyết định xuống Hạ Long để chơi du lịch, kèm theo là đến để xem ủng hộ show trên Kiều. Tất cả những tiết mục mà Hưng và Tú và anh Kiều chuẩn bị hát sau đây đều không có tập dượt gì với nhau tất cả. Nhưng mà cũng để hy vọng để xem là mười mấy năm cách biệt rồi thì ba anh em cái hồn nó có thể tiếp tục được đứng bên cạnh nhau hay không. Xem có còn quẹn không nhá quý vị nhá. Hãy tắp ánh sáng trong hồn tôi khi yêu thương đang chất đầy. Vì tình em đôi thay, bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất xót xa. Tôi đi lang thang mong tìm em, mỗi cơn đau thương từng dạ dày và đường không lối đi. Tôi đâu biết đang đi về một hành tinh xa để rồi ra. Tôi đi lang thang mong tìm em, hơn cơn đau thương thật xa rời và đường không lối đi. Đang là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi muốn men rượu cay. Đang là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống. Hát cùng với chúng tôi được không ạ? Nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống men rượu. Thank you. Mọi người vỗ tay lớn nữa được không ạ? Quý vị thấy hình sao ạ? Vẫn còn mười mấy năm mà
đây là lần đầu tiên hát chung với nhau mà lại không có tập dượt gì, bởi vì Tú và Hưng xuống đây là đi chơi thôi, không phải đi hát. Cho nên là ở nhà chưa có súc miệng. Chưa có súc miệng mấy ly rượu. Anh mấy bạn này có ly rượu đưa cho Hưng một ít là nó sung lắm. Thưa tất cả các anh chị ạ, những yêu cầu nào của các anh chị dành cho Hưng hay cho Tú thì xin phép cho được hẹn gặp lại. Sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một show thật là gần đây. Có được không ạ? Khi mà anh Kiều đã về đến đây để gặp tất cả quý vị, để cùng đứng ở trên sân khấu này, thì đấy đã là một cái quá trình rất cố gắng của ban tổ chức và chính của anh Kiều nữa. Những người em như Hưng và Tú cũng đã mong chờ ngày anh Kiều về rất lâu rồi. Mặc dù là chưa chính thức được cùng đứng trên sân khấu để cùng hát với anh, nhưng mà ngày hôm nay ba anh em được đứng đây, được gặp gỡ tất cả quý vị, tất cả các bạn, đấy là một điều mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện cũng như là sự ủng hộ của tất cả quý vị, tất cả các bạn. Hãy vỗ tay, những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Ở đây lạnh lắm ạ, nếu mà mình không vỗ tay là người mình sẽ lạnh dần đó. Cho nhiều nhiều tí đi. Thằng nào thấy đẹp thế, nữ hoàng trang sức, thằng nào đẹp ơi đẹp. Tí nữa cho bọn anh mỗi thằng một cái dây chuyền nhé. Xin phép quý vị cho chúng tôi dùng ly rượu này giống như một ly rượu hội ngộ của ba anh em chúng tôi. Nhưng mà một cái gắn bó nữa là nơi gặp nhau lại là Quảng Ninh, một nơi mà tất cả ba anh em chúng tôi đều rất là yêu thích. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quên phải cắt máu. Và một tràng pháo tay nữa cho anh Tú và Tuấn Hưng. Xin thành cảm ơn tất cả quý vị, hẹn gặp lại một ngày gần đây nhất ạ. Dưới kia hồ hát tiếp đi kìa. Hát tiếp thì bây giờ em cứ đệm, em cứ rê thứ thì là tông của Hưng. Bài tiếp rê thứ. Tình yêu sâu kín bên em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu, nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau dã rời. Vì em đã trót trao ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã trao em tìm em
đã trót trao ai rồi. Yêu sâu nhìn em không nói nên câu, nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau xa rời. Bên lên rất cao vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi, vì em đã cho yêu anh, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bởi bấy lâu nay. Một trái tim bên lề sắt đau vì biết em chẳng hề biết.